khoảng 89.900.000 đối với bản 125 ABS như thế này. Hi, Hiếu chào mừng mọi người đến với kênh Hiếu Chào Vinh nha. Thì hôm nay cũng là nửa tháng 4, hôm nay Hiếu lại cập nhật cho anh chị em mình cái mẫu xe. Hi, Hiếu chào mọi người nha, chào mừng mọi người đến với kênh Hiếu Chào Vinh. Thì hôm nay lại tiếp tục với anh chị em mình cái mẫu xe mà đắt nhất mà sang nhất thị trường trong thời điểm hiện tại luôn nha. Đó là mẫu Honda RX. Và đặc biệt hôm nay Hiếu sẽ gửi đến anh chị em mình tất cả các màu sắc và có một cái màu rất là xịn luôn nha, vừa mới sơn độ lên. Đó. Và trong nửa tháng 4 gần bước qua lễ tới này 30 tháng 4 1 tháng 5 thì giá RX đang có phần giá rất là tốt. Thì hôm nay mình sẽ cùng nhau xem những cái màu sắc, những cái phiên bản và cùng xem giá cả trong gần dịp lễ tới này. Để anh chị mình đang quan tâm dòng RX lớn này thì mình cứ ghé trực tiếp hết thành Hiếu Chào Vinh để mình sở hữu ngay một cái màu ưng ý nhất nha. Rồi, thì đối với dòng RX lớn thì hôm nay nó đang có đầy đủ các phiên bản luôn, từ phiên bản tiêu chuẩn nè, phiên bản cao cấp, phiên bản thể thao và phiên bản đặc biệt. Đó, thì trước mặt anh chị mình đây là phiên bản 125 bản thể thao đời 2024 đó, mới nhất và nhận được sự quan tâm rất là nhiều anh chị em mình luôn nha. Thì hôm nay cái con này nó đang có giá là khoảng 89.900.000 đối với bản 125 ABS như thế này đời 2024. Rồi, thì đối với cái bản thể thao mà màu xám xi măng thì hiện tại cũng đang được quan tâm của rất là nhiều chị em mình luôn. Mà đặc biệt không chỉ riêng cái dòng RX lớn này đâu, không là RX Mod nè, Vision RX Mod Vision nè là đang được quan tâm rất là nhiều, bởi vì cái màu xám xi măng là màu hot hiện tại luôn nha. Đó, thì hôm nay chỉ với 89.900.000 thôi, gần 90 triệu thì mình có thể sở hữu ngay con RX 125 bản thể thao rất là đẹp như thế này luôn nha anh chị. Với phiên bản cao cấp thì nó sẽ có hai màu, đó là màu trắng đỏ và màu đỏ đen. Thì ở cái đời 2024 thì cái mặt nạ nó sẽ là màu đen bóng đối với phiên bản cao cấp có trang bị thắng ABS nha. Ở đây Hiếu sẽ quay cho anh chị mình xem là cái bản đời 2024 nó trang bị thắng ABS như thế này ở phân khúc 125 nha. Hiếu đang nói tới là 125. Đó, nó sẽ có hai màu là màu trắng đen và đỏ đen như trước mặt các anh chị mình đây luôn. Và giá là 87.900.000. Đó, giá đang rất là tốt luôn, rẻ hơn 1-2 triệu so với thắng rồi nha. Rồi, tiếp đến là phiên bản tiêu chuẩn, nó có một cái con này hổm gài cũng rất là lâu rồi nó không có về, hôm nay thì nó đã có mặt tại hết luôn. Con này là màu đen bóng, phiên bản 125 đời 2024 và phiên bản gọi là phiên bản tiêu chuẩn. Nó chỉ có là thắng CBS thôi nha, riêng đặc biệt màu đen bóng này nó chỉ có thắng CBS là thắng thường đó. Đó, thì cái con này nó có tới 3 màu, màu đỏ, màu đen bóng và màu trắng. Thì hôm nay nó đang có giá dao động khoảng từ 77.900.000 đối với cái phiên bản này. Đó, có 77.900.000 thì anh em mình sẽ có một cái con màu đen bản CBS nè, ở dưới con màu đỏ thấy không? Đỏ này nó cũng là CBS đời 2023-2024. Hôm nay thì bản RX 125 đang có giá rất là tốt luôn. Đó, 7 mấy triệu là có xe, hồi xưa là 80 mấy không. Còn cái con trắng đen này là bản 106 nè, thì trắng đen hôm nay thì nó cũng tầm khoảng 108-109 triệu. Đó, nó bằng giá với con xám xi măng nè. Mấy con 160 ABS hôm nay thì khoảng tầm 106-107 triệu thôi các anh chị. Ở đây Hiếu đang có còn 160 CBS nữa nè, vừa mới vừa về luôn. Thì mấy này RX đang có giá rất là tốt, anh chị nào mà đang quan tâm cái dòng xe sang này thì mua trong dịp lễ tới này thì có giá tốt nha, và nhiều khuyến mãi nữa. Bữa nay là em đầy đủ các màu sắc luôn, xám xi măng, trắng, đỏ hay là màu đen bóng, đen nhám gì có đầy đủ hết nha. Rồi, thì anh chị nào đang ở khu vực Chợ Vinh mình cứ đang quan tâm dòng RX này cứ ghé trực tiếp hết thành Hiếu Chợ Vinh để Hiếu hỗ trợ cho anh chị một cái giá tốt nhất nha. Và đặc biệt là phải nói là xe đang có đầy đủ màu để phục vụ anh chị mình trong dịp lễ này luôn. Trong tháng 4 và đầu tháng 5 này giá xe đang có phần rất là tốt, ngoài cái con Future ra thì tất cả các dòng xe đều có giá tốt hết nha. Rồi, lý sau Hiếu sẽ gửi đến anh chị em mình một số mẫu xe số đang làm mưa làm gió hiện tại, đó là con Future, để anh chị mình cùng cập nhật giá và xem cái màu sắc của nó nhé. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem video.